Chào mọi người, mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người laptop Vaio nữa ha. Đây cũng là i5 Gen 8 luôn, giống y như con 634 mới nãy. Đây là 635 nha mọi người. Cùng một cái cấu hình khác nhau nhưng đôi lúc cái ngoại hình nó hơi khác nhau một chút thì mình sẽ báo cái giá khác nhau. i5 Gen 8 RAM 8 SSD là 256 GB, màn hình nó là Full HD ha. Và đây nè, màn cũng đẹp, không lỗi làm gì hết nha mọi người. Pin thì cũng trên 2 giờ. Nói chung là ở bên trong này là ok, không có lỗi làm gì hết. Màn đẹp, chống chói cực kỳ ok, 13.3 inch, nhẹ hơn 1 kg chút xíu à, chưa được 1 kg mốt. Phím có lát phím, góc cạnh thì cũng tương đối đẹp. Chỗ này thôi, nó hơi hằn sự dấu sticker, trước đây là cái gì dán lên á. Rồi sau này lột ra thì nó hơi hằn vậy thôi. Ở đây là nó kiểu như phay nhôm xước, nhìn đẹp nha mọi người, nhìn bóng ha. Góc cạnh, ngõ sạc, hai ngõ USB. Rồi bên này là ngõ màn hình, ngõ mạng LAN, HDMI, USB, thẻ nhớ, tương đối đầy đủ. LED phím rồi, đẹp. Ở bên trong này thì khỏi chê. Ở bên ngoài có cái vỏ nó có xấu như video mình quay ha mọi người. Đây nè, nó gọi là nó bị ố, cái màu của nó là nhìn như thế này là màu bạc, nhìn nghiêng là nó ố ố vậy mọi người ha. Cái màu nó hơi ố, nhưng mà mình nghĩ là mọi người chịu khó về lau chùi thì mình thử lau chùi rồi nhưng mình thấy nó không có sạch. Đây, hướng xấu nhất của nó là như thế này. Còn nhìn như thế này thì nhìn nó cũng tương đối sạch. Mình sẽ quay chi tiết hơn. Các góc cạnh này nó có ố ố nè, không hề bể vỡ đâu nha mọi người, chẳng qua là cái màu sơn thôi. Bởi vậy mình không bao giờ có chuyện mà sơn hay là sửa, tại vì là máy về sau là sẽ bán như vậy. Cho nên là đây mọi người nè, ngồi soạn nè, Vaio ra sao rồi sẽ lau chùi sơ sơ rồi bán, không có chuyện mà thay này kia rồi đem đi sơn sửa rồi đâu mọi người. Sao là bán vậy, bán tình trạng như máy, như video mà mình quay đây. Con này là A635. Nếu như thế này mọi người về ví dụ như một thì để vậy sử dụng, nếu không quan tâm cái ngoại hình lắm. Còn nếu như mà mình nghĩ là mình, đây là mình góp ý thôi, mọi người có thể dán đề can á. Đề can của Vaio là dán rất là đẹp luôn mọi người. Mình dán gỗ hoặc là cái gì đó và màu mình chừa cái Vaio lại là nhìn rất là sang luôn. Máy thì nhẹ tiện gọn để mang vác đi lại. Còn ở phần bên trong này thì nó cái kiểu là nhôm rồi, cho nên là cho dù ở trước màu gì thì ở bên trong này nó cũng đẹp hết. Đây, nó không còn quan trọng nữa, nó mỏng dánh luôn nè mọi người nè. Và giá chỉ có 3 triệu 9 thôi ha, bởi vì cái vỏ nó có xấu hơn cái con 634. Đây là 635, vỏ có xấu và có trầy mòn nhiều hơn. Vậy thôi, 3 triệu 9, ai chốt có thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Chỗ này nó có trầy trầy sơ sơ nè, nhưng mà không có bể vỡ gì đâu mọi người, xác định là cái vỏ nó có xấu rồi. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Cảm ơn mọi người.